Dưới sóng là trên Á Châu là lớn nhất lũy xây sông. Còn có cái thứ hai nữa là nó được ông Tằng Điểu Bình ký tên, tức là chữ ký tên Nam Phổ Đại Trường là chữ ký của ông Tằng Điểu Bình. Cái thứ ba nữa nói là cái thất kẻ này do là một con nít 8 tuổi, tức là cái cầu thất kẻ này ra từ tay một con nít 8 tuổi. 8 tuổi. Tại sao nói là nó ra từ thất kẻ này là ra từ con nít 8 tuổi? Tức là ông con đó là ông đó, tức là ông già, tức là cha của con đó là Tầng Ký Sư, Tầng Thất Ký Sư là cái cầu này. Nhưng mà cái cầu này khó là khó sao? Từ lúc đó là 30 năm trước, phố Tây đây là đã là, A Tài cũng nói là phố Tây đây là cái thành phố cũ, cái nội thành cũ. Nhưng mà cái cầu này xây lên cao bức từ mặt sông lên phải trên 100 mét, tại vì là dưới sông Hà Phó là có cái thuyền chở hàng đi nên phải nâng cao lên. Thì mà nhà mình từ phố Đông lên á, tại vì phố Đông lúc đó còn đất trống, cao lên nó phải từ xa leo lên nhảy. Còn nếu là đến bên phố Tây đây là trước cầu đây là có nhà hết rồi. Nếu là đi theo cái kiểu bên kia là đi thẳng xuống nhảy, cái đó là đền bù rất là nhiều, với là kế hoạch đền bù rất là nhiều tiền, nên là lúc đó là chính phủ của Trung Quốc cũng đâu có tiền đâu, đâu mà lấy tiền đâu mà nguyên cây ngay trung tâm thành phố đây là đền bù làm cái cầu đâu, làm có tiền đi mà đền bù. Cuối cùng ông ta là cũng đang đền, tức là đang nằm cái bàn vẽ, nằm ở trong nhà làm cái bàn vẽ, nhưng mà lúc làm xong rồi nghĩ không nghe là cái cầu thất kẻ sao mà bên phố Tây này nó bị giảm xuống tới giới được, tại vì là nếu mà tăng thẳng vào cái đó là đền bù không có tiền, đền bù không thể nào xây dựng được. Cuối cùng ông ta buồn quá, ông ta ra ngoài hút thuốc, thì con trai đang ở trong phòng, ngồi trên bàn thấy cái bàn vẽ ở trên. Ôi, con trai ta lấy cái bút ấy, thì cứ xoắn hít tầm lâm đà la, rất là giống con nít cái nào cũng vậy, nó cầm bút nó cứ đi xoắn vẽ tầm lâm vậy à. Cuối cùng ông ta là nhìn cái bàn, vô nhìn cái bàn vẽ là muốn đọc cho con mặt trần, nhưng mà ở nghĩ lại cái cầu này bây giờ là thiết kế giống kiểu con trai mình đang vẽ là được á, tức là nó từ cửa xoắn 4-5 tầng từ trên xuống dưới. Giờ đó tại vì là con phương bé nó cầm bút nó cứ bị xoắn tròn vậy thì thôi, nó quay tròn này thôi, tức là nên là